Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 19,5 triệu tấn dăm gỗ và viên nén, kim ngạch đạt 2,9 tỷ đô la Mỹ. Theo nhiều chuyên gia thì viên nén gỗ sẽ là lựa chọn phù hợp để dần thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Hiện các doanh nghiệp trong ngành này đang nỗ lực tận dụng cơ hội khi thị trường toàn cầu đang dần chuyển đổi sang năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon, tiềm năng xuất khẩu còn rộng mở. 4 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu viên nén và phụ phẩm ngành gỗ này đã ký kết được một loạt đơn hàng dài hạn với thị trường Nhật Bản và hơn 50% trong đó là đơn hàng mới. Để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp cho biết sẽ mở thêm 4 nhà máy mới, tăng năng lực cung ứng hơn 1,2 triệu tấn một năm. Truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thì chúng tôi cũng đầu tư nguồn lực vào cái việc là kiểm soát nguồn nguyên liệu một cách bền vững, đăng ký cũng như là duy trì các cái chứng chỉ ngành viên nén theo yêu cầu của thị trường EU và Nhật Bản, giống như là chứng chỉ SPP, chứng chỉ FSC, chứng chỉ CGL, hiện các cái phương pháp logistics mới để thứ nhất là đảm bảo tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. Theo Chi hội Viên nén gỗ Việt Nam, thời gian tới đây không chỉ châu Âu mà Nhật Bản cũng sẽ yêu cầu báo cáo lượng khí thải nhà kính trong suốt chuỗi cung ứng sản phẩm, từ quy trình sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Vì thế, đầu tư mạnh vào việc đăng ký và duy trì các chứng chỉ quốc tế theo yêu cầu EU là ưu tiên hiện nay của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trong nước còn tính tới việc phát triển vùng trồng rừng nguyên liệu có chứng chỉ hợp pháp, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, tạo tính bền vững của sản phẩm. Chúng tôi phải đầu tư công nghệ, đầu tư về chất lượng, đầu tư về nguyên liệu, đầu tư về quản trị doanh nghiệp để mà chúng tôi có được những cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn của quốc tế, cũng như là chúng tôi có những cái quản lý, những cái vùng nguyên liệu bền vững, những chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của thị trường châu Âu và thị trường Nhật Bản. Để đưa ra các cái chính sách làm sao mà hợp thức hóa được cái nguồn gốc, nguồn nguyên liệu của Việt Nam. Bởi vì hầu hết rừng trồng của Việt Nam là rừng trồng hợp pháp, đã đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn yêu cầu của các phía đối tác Nhật Bản. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa có một cái chính sách rộng rãi cũng như là một cái phân bổ hợp lý để cho các đối tác Nhật Bản có một cái niềm tin vào cái rừng trồng của Việt Nam. Năm nay, Việt Nam còn là một trong những nước có cơ hội thay thế nguồn cung viên nén từ Indonesia cho thị trường Nhật Bản, bởi nguồn cung làm từ vỏ dầu cọ của Indonesia được các chuyên gia nhận định là không đạt được chứng chỉ bền vững. Còn với thị trường EU, dù có nhiều tiềm năng, nhưng đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư chi phí để cải thiện thiết bị và công nghệ trong tương lai. Dự kiến tới năm 2027, Việt Nam sẽ xuất khẩu 8 triệu tấn viên nén gỗ ra thế giới.